Rồi, ok, chào các bạn. Thì nhiều bạn nói muốn coi mình chơi ROM thì ok chơi ROM. Nói chung là tại ROM STLA thì nó có nhiều cái nét tương đồng thì mình còn chơi cho các bạn coi được. Chứ còn bạn nào mà nói là muốn coi mình chơi Napoleon thì tôi xin lỗi, mình nói rồi, mình không có giờ đánh trận thời cận đại ha. Rồi, ok. Thì hôm nay mình set một cái kèo đánh, chủ yếu là để cho mình cho các bạn thấy cái cách để mà chúng ta khắc chế cái quân cầm giáo. Anh Tài hôm qua anh chơi Ai Cập, anh chơi giáo khá là nhiều, thì nói chung là mình cũng muốn cho mọi người thấy là thực chất khắc chế cái quân đó cũng không hề khó đâu các bạn, tại nó rất là bị động và nó đi rất là chậm. Có cách đánh đó, đạo quân nào cũng có cách để xử cả. Rồi, ok, đây là quân Patria, chúng mình sẽ đấu quân Ai Cập. Rồi, ok, vô. Rồi, để mình cho thằng này đi xích ra xíu đã, đứng gần quân quá, kỵ binh phải đứng xa ra một tí. Rồi, ok, hai này mình cho đi hội đi hộ tống xạ kỵ thôi, có gì còn có đứa nó nhào vô nó quýnh nó chặn đầu cho xạ kỵ chạy, chứ không là xạ kỵ chết ấy. Thằng này nó hút mạnh lắm nha, nó còn có chiêu tăng chạc á, còn này thì nó có chiêu bắn mạnh nè. Tướng thì sẽ có thêm tướng mình đâu ta, à đây tướng, đây tướng mình là xạ kỵ nha, nó sẽ còn có thêm mấy cái chiêu này nó cũng khá là lợi hại ấy. Rồi, ok, sao cứ cho nó bắn đi, có gì cho mấy con này hút chặn kỵ binh đó. Cái này là mình chưa xét chiến xa nha, tại chiến xa của Ai Cập lợi hại quá, mình không không chưa tìm được cách đối phó, hay đúng là đội hình này là đội hình chưa khắc chế được chiến xa, muốn khắc chế chiến xa phải dùng đội hình khác, chứ chiến xa nó ủi chết chết quân mình đấy. Đây chặn chặn xạ kỵ nó ngay, ê chặn cận kỵ nó ngay, nó chơi hết mấy con xạ kỵ của mình, kỵ binh mình vừa chạy vừa bắn được nhé. Tông vô, xin lỗi các bạn mình điều khiển hơi lỗi một tí. Đội ba chạy ngay, nó này không có không như ngựa của Hung Nô, nó không có chiêu chạy lẹ ra, nhiều lúc dễ bị bắt lắm, tại mấy con ngựa này là ngựa mặc giáp nữa. Đụng phải sóc kỵ mấy thằng này tuổi tầm thường. Giọt ngay chết bây giờ. Ồ, nó phóng cái đó đau lắm đó nha, đùa không đùa đâu. Anh nó cứ đánh, nó chăm chăm nó đánh xạ kỵ của mình thôi, nó biết là xạ kỵ sẽ khắc chế lính giáo đó. Rồi, bắn tên nặng luôn. Ok, hút luôn á, sợ gì. À, voi của nó cũng biết bắn hả? À, đúng mà quên, xạ kỵ cũng khắc tướng nó mà. Tại vì tướng nó tướng voi. Hút thằng này cho anh, thằng kia thì hút không nổi đâu. Rồi, ok, vậy để pháo bắn ba lính bay cũng được. Rồi, voi mà ăn tên hồi voi cũng chết à. Tại xạ kỵ là chúng ta phải mặc rô nhanh, mà tay mình thì cũng không phải là loại nhanh lắm đâu. Rồi, ok. Ôi trời, thằng này nãy giờ chưa chết nữa hả? Rồi, giọt giọt giọt, nó đâm chết ngựa bây giờ. Rồi, tướng mình những giờ chạm mơ hình như tướng mình nặng quá. Mấy thằng này nó còn nặng vừa phải thôi. Rồi, chết voi rồi. Hai. Chạy mấy ông thần ham quýnh quá. Ờ đó, ok, nhắm mấy thằng cầm giáo của nó cho anh. Đúng rồi, nhắm mấy thằng cầm giáo cho anh, sợ mấy thằng đó thôi, mấy thằng kia khắc chế được. Mình biết ngay mà. Cái này nó hay làm quân mình nhé, cái này nè, cái này nó hay làm quân mình chạy lung tung nha các bạn, thành ra mình không dùng, chứ không phải mình không biết, không biết dùng đâu. À rồi, tướng nó chết rồi, hay ăn tên hồi cũng phải chết chứ, mình đã sống hoài đúng không các bạn. Rồi, từ từ mình lấy sức mình tông sao, từ từ giờ trở lại chiến trường chính đã, không thôi hồi chết cái đám này bây giờ. Bắn đã thiệt, tiếc là mình không dùng đạn nổ thôi, chứ dùng đạn nổ là cái đội hình này nó banh rồi. Rồi,
Đó các bạn không, nó đi rất là chậm cho nên là kiểu gì nó cũng ăn đạn thôi. Này rồi dành rõ hả? Vệ binh hoàng gia hả? Ăn pháo cũng chết à. Rồi nhào lên nào. Thằng này thì hút vô thằng này không có cầm giáo nè, không cầm thương nè, tha hồ chơi. Chơi nó. Pháo binh thì bắn cho anh. Nó chết không nhiều lắm tại pháo này là đạn lửa, nó lăn lăn thôi. Không có chức năng bắn nhanh gấp đôi luôn, hơi dở nha, pháo bên đó chỉ là pháo nào cũng có đó. Hơi pháo bên Rome 2 thấy nó bắn chưa chắc lắm. Dọc đường đi nó chết nhiều, thằng Rome 2 nó để lại xác trên chiến trường luôn, nó không có mất cái xác đi trừ khi các bạn chỉnh chế độ. Ờ à, cái gì vậy? Hút vô, mấy thằng này đứng bắn thôi, nhào vô làm cái gì? Chắc nãy mình bấm nhầm. Nhắm vô lưng nó, thằng này tự nhiên đứng lại hút thằng này nhanh. Cái gì vậy? À, bật pha lăng lên rồi. Ok. Hơi lỗi xíu các bạn xin thông cảm. À rồi, ok, nó nát rồi. Rồi ok, móc đứng cung đó. Rồi ok, kiềm chế nó lại cho cung bắn nhanh. Mình đang bật tinh nặng lên nó bắn lủng giáp luôn đó. Rồi ok, sóc kỵ mình đi rồi. Rồi để chế độ này luôn vậy. Nó tự chạy. Có biết tự chạy không đó mấy ông thần. À có là tốt. Mình bấm nó chạy còn thích hơn. Rồi nhắm cái thằng ở xa đây. Đánh tạc qua ngay, mấy cái thằng này không được để nó chơi mình. Tại giáo mình ngắn hơn, thương mình ngắn hơn cái giáo của nó. One of our units has used all its ammunition. Chơi nó nhanh. Rồi ok, hay. Bắn chết hết được lính nó rồi. Ok, chạy về nào. À rồi ok, mình kẹp lại mình nó rồi. Mấy cái thằng này nó đánh mạnh ở chính diện thôi, còn bị kẹp lại từ hai bên là nó chết. Rồi rượt mà chém nó. Ok, thắng rồi các bạn. Trận này mình điều binh hơi lỗi xíu tại mình không phải là người có kỹ năng macro tốt. Nhưng mà nhìn chung thì các bạn thấy không? Đó, mấy thằng bay này thấy vậy chứ nó đi chậm rì à, thành ra là cho pháo bắn là nó chết. Còn thôi mình cho kỵ binh bắn sau lưng nó cũng chết. Đó, hồi nãy mình chia cố tình mình chia cắt quân nó ra không cho nó tập trung lại. Mấy con hàng cùng cầm cung này thì nó cũng rất lợi hại. Mấy thằng Nubian này nó bắn kinh lắm đấy. Nhưng mà mình biết là mình cho hai con sóc kỵ, hai con cận kỵ lên nó chém là tan được hình ngay, nó không hỗ trợ được. Và quan trọng nhất là gì biết không, mình bắt buộc phải cho xạ kỵ dòng lên trước để bắn chết con voi nó này nè. Đó, mình loại được kỵ binh của nó. Mới đầu là mình tính điều quân nó chuẩn hơn một tí, nhưng mà do là mình điều quân không được chuẩn thành ra kỵ binh của nó mới phát huy được một chút về sức mạnh đó. Chứ không là mình cho mấy sóc kỵ này hút chết hết kỵ binh nó rồi. Hai con sóc kỵ này dư sức hút chết bốn kỵ binh này nha. Sóc kỵ của Parthia là hơi bị lợi hại đó. Hai con này là cận kỵ nha các bạn. Không biết sao trong Rome 2 thì thằng nào cũng cầm giáo, cầm thương hết trơn á. Nhưng mà có điều là có đứa thì nó là cận kỵ, có đứa nó là sóc kỵ. Mấy thằng này thì nó là hấp đi tê của Ba Tư. Nói chung là khá là bèo, chỉ có dùng để làm tường tạm thôi. Thật ra khi mình dùng mình vô thích dùng thằng Human hơn. Thằng Human, thằng lính người trên đồi á. Nhưng mà tại đây là đội hình phải thủ cho nên là phải dùng thằng đó, còn thằng kia dùng để công. Rồi ok, pháo các bạn thấy không nè.
bắn đạn lửa thôi mà nó chết nhiêu đây, là mình bắn đạn nổ nó còn chết nhiều nữa, nó chết nhanh nữa đó. Nhưng mà tại mình không dùng bởi vì đó là không đúng với lịch sử. Cái đạn nổ là nhà làm game đưa vô để chúng ta dễ chơi hơn tí thôi. Rồi đó, thằng tướng mình bắn chết được 15 thằng. Mấy thằng này nó móc giờ. Nãy là tại có đứa là bị dính nữa, hơi dở. Rồi thì ok. Anh đây là lính go này nha các bạn. Đó, Ai Cập mà có lính go luôn đó, rất là ghê ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.